ASEAN 7/10, Việt Nam giành thêm 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Việt Nam giành thêm 2 huy chương đồng karate và cờ tướng nhưng thua Thái Lan ở chung kết cầu mây và trận tranh huy chương đồng bóng chuyền nữ trong ngày thi đấu áp chót ở ASEAN 19. Tâm điểm của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi thứ 14 là trận tranh huy chương đồng bóng chuyền nữ với Thái Lan. Dù đối thủ ở trình độ cao hơn, những màn trình diễn ấn tượng gần đây của các cô gái Việt Nam phần nào thắp lên những hy vọng cho cổ động viên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đối thủ vẫn ở trình độ vượt trội. Sau khi thua set đầu với tỷ số 19-25, Việt Nam đánh tốt ở set 2 khi có lúc dẫn 14-9. Tuy nhiên, tình huống Thái Lan khiếu nại thành công pha chạm lưới của Việt Nam trở thành bước ngoặt, khiến Thanh Thúy và đồng đội bị tâm lý. Thái Lan sau đó ghi liền 5 điểm để gỡ hòa. Ở cuối set, hai đội so kè từng điểm nhưng đội tuyển xứ Chùa Vàng bản lĩnh hơn và thắng 25-23. Ở set 3, dù rất nỗ lực, Việt Nam bất lực trước lối đánh biến hóa của đối thủ và thua tiếp 20-25. Thái Lan chiến thắng với thông số vượt trội, 75 điểm so với 62 điểm của Việt Nam, 41-79 cú đập ăn điểm so với 32-76 của Việt Nam, 20-46 pha bắt bước một thành công so với 11-51 của Việt Nam. Tỷ lệ chắn bóng thành công của Việt Nam nhiều hơn, 5-18 lần so với 5-22 lần của Thái Lan, nhưng đội tuyển mắc 21 lỗi cá nhân so với 15 của đối thủ. Ở các môn khác, Việt Nam cũng trải qua ngày thi đấu kém duyên. Vào buổi sáng, nhà vô địch trẻ châu Á Hoàng Thị Mỹ Tâm thua liên tiếp 2 trận ở hạng dưới 55kg nữ Kumit môn karate. Sau trận thua Ku Su Tin, Đài Loan, 0-2 ở vòng 1/8, cô thất bại tiếp trước Sadati Fetmen, Iran, ở trận vớt vé vào tranh huy chương đồng. Trong trận chung kết cầu mây nhóm 3 nữ, Việt Nam bất lực trước sức mạnh của Thái Lan và thua 0-2, 15-21, 12-21. Như vậy, đội cầu mây Việt Nam vẫn chỉ giành một huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng tại ASEAN 19. Ở môn Jiu-Jitsu, Hoàng Thị Nhật Quế để thua bằng đòn Subisino, phá siết tại vòng 1/8 hạng 63kg nữ trước đối thủ UAE, Ankanbini Sama. Với kết quả này, Nhật Quế phải mong Sama tiến sâu để nhận được suất đấu gấp nhằm tranh huy chương đồng. Tình thế tương tự xảy ra với đô vật cấn tất dự khi anh thất bại 4-10 trước Kinoshita Kirin, Nhật Bản, ở nội dung vật tự do nam hạng 74kg. Vào buổi chiều, Việt Nam giành thêm 2 HC đồng. Võ sĩ Đỗ Thanh Nhân thắng điểm 3S Jung Hyok, Hàn Quốc, 9-3 ở trận tranh huy chương đồng Kumite hạng 84kg nam. Thanh Nhân thua Malik Muhammad Arif Afil, Malaysia, ở vòng 1/8. Nhưng khi đánh vòng vớt, anh đánh bại Fermansa Sandi, Indonesia. Ở môn cờ tướng, kỳ thủ lại Lý Huynh đánh bại đối thủ Đài Loan Liu Kuo-hu ở vòng 7, qua đó giành huy chương đồng cá nhân nam. Một kỳ thủ Việt Nam khác, Nguyễn Thanh Bảo, hòa đối thủ Malaysia Sim Ip Hao và kết thúc ở vị trí thứ 6. Việt Nam có hy vọng mong manh tranh huy chương đồng cờ vua đồng đội nữ nếu đánh bại Mông Cổ ở vòng 9. Tuy nhiên, đội cần Kazakhstan thua Uzbekistan. Kịch bản này không xảy ra. Như vậy, cờ vua Việt Nam kết thúc ASEAN 19 mà không giành huy chương nào. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.